Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng năng lượng cảm xạ. Dạ, tôi tên Thúy, tôi năm nay tôi 61 tuổi, tôi bị thoái hóa khớp gối là đã 10 năm nay rồi. Tôi đứng lên ngồi xuống rất là khó, không khi nào mà tôi ngồi xuống đất mà tôi đứng lên được hết á. Tôi phải bám víu cái gì á, tôi mới đứng lên được. Tôi đi rất là nhiều bác sĩ mà cứ nói là bơm chất nhờn rồi dùng các phương pháp á. Đi bác sĩ Tăng Hà Nam Anh, bác sĩ Lê Anh Thư, nhiều bác sĩ lắm mà cũng không có hết. Thì tôi coi trên mạng, tôi mới đến đây có cái phương pháp mà tôi thấy trên mạng là có người là bị đau như tôi vậy đó, mà đi là cũng như là người ta trị chút xíu là người ta đi được, tôi mới đến đây. Thì thử coi sao. Rồi kéo này là chút xíu. Lấy cái điện thoại này. Nghe thấy nhẹ hả cô? Nhẹ không? Nhẹ gì vậy? Nhẹ rồi gì? Nhẹ, tại vì lúc trước tôi đi tôi phải níu chặt gì. Ồ, bây giờ chị đi bình thường rồi đấy. Tôi đi tôi thấy không không nè. Phong phong rồi, đi phao phao rồi kìa. Rồi, ok. Lúc trước là tôi xuống, không xuống ngược không á. À, trước là mình đi giật lùi. Đó. Giờ đi phong phong rồi. Trước là đi phong phong rồi đó. Rồi, nhẹ rồi, ngon rồi. Rồi, đi phao phao được rồi, ok. Rồi, ok. Tôi đi cầu thang, tôi thấy nó nhẹ nhiều. Nó nhẹ nhiều. Dạ. Thập chỉ đạo hay thập chỉ liên tâm, liệu pháp y mao mạch, môn chữa lành cho nhau bằng sự kết nối yêu thương. Cụ bà Huỳnh Thị Lịch sinh thời chưa kịp phổ biến phương pháp này một cách rộng rãi, thì chúng tôi sẽ là những người tiếp nối công việc của bà. Dư Quang Châu. Địa chỉ liên hệ: Hà Nội, số 67 Ba Triệu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm năng lượng cảm xạ. Điện thoại 0913 590 502, 093 6550 900. Thành phố Hồ Chí Minh, số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại 0983 792206, 0918 133635. Chi tiết trên website www.thapchiliantam.vn.